Chào các bạn, chúng ta gặp nhau trong video đầu tiên này. Và các bạn lưu ý, trong các video mình sẽ hướng dẫn theo cấu trúc. Đầu tiên mình sẽ nói về lý thuyết các bước tạo nguyên âm. Bước thứ hai đó là mình sẽ hướng dẫn khẩu hình miệng. Và khi quan sát khẩu hình miệng của mình, các bạn hãy dùng gương để soi khẩu hình miệng và đối chiếu với video của mình đang hướng dẫn để xem khẩu hình miệng của các bạn có tạo âm đúng hay chưa. Vị trí môi, răng và lưỡi đã đẩy lên đúng để tạo ra âm hay chưa. Và thứ ba đó là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh vần dựa trên phiên âm, ký tự phiên âm của 10 từ vựng. Và sau khi luyện tập xong cùng với mình, tắt video này đi và các bạn hãy tự luyện tập và quay phim lại. Các bạn khi follow đầy đủ các bước mà mình làm thì sẽ đem lại hiệu quả trong xuyên suốt khóa học. Và nguyên tắc khi chúng ta luyện tập với nhau, nếu các bạn để ý sẽ thấy American accent là một giọng rất đặc trưng. Và để phát âm được giọng này cũng như các nguyên âm được tạo ra để tạo được cái accent này, thì chúng ta cần phải để ý một điều, đó là khi nhìn người bản ngữ nói trên các kênh CNN như xem phim, các bạn sẽ thấy khẩu hình miệng của họ di chuyển rất là mạnh. Và facial expression có nghĩa là về hình dạng khuôn mặt khi di chuyển âm sẽ biến dạng. Biến dạng là như thế này, ví dụ how to speak perfect English. Good afternoon, ladies and gentlemen. Ban đầu chúng ta có thể thấy nó hơi thô và hơi kỳ cục, bởi vì nó không giống như cách phát âm mumble, tức là theo kiểu lầm bầm như cách chúng ta nói tiếng Việt. Bởi vì trong khi nói tiếng Việt, chúng ta không cần phải di chuyển khẩu hình miệng rất nhiều. Nhưng sau khi quá trình chúng ta luyện tập và đẩy khẩu hình miệng mạnh, cũng như di chuyển miệng nhiều như vậy, nó sẽ được hình thành giọng từ bên trong cổ họng. Và đến một quá trình nếu bạn quen rồi thì không cần phải di chuyển khẩu hình miệng nhiều như vậy nữa, nó vẫn sẽ tạo ra được âm giống như các người bạn ngữ nói chuyện. Đó là trong suốt quá trình tập chúng ta cần phải để ý. Và một điều nữa đó là chúng ta cần phải exaggerate, có nghĩa là làm quá trong quá trình tập. Ví dụ khẩu hình miệng qua ma bướm, đương nhiên khi nói chuyện chúng ta không thể nào mở khẩu hình miệng to như vậy được, bởi vì nó làm chậm đi quá trình tốc độ nói chuyện của chúng ta trong tiếng Anh. Nhưng khi luyện tập chúng ta cần phải mở khẩu hình miệng rất lớn, cũng như ngữ điệu chúng ta cần phải đẩy lên rất cao tới 150%. This is a good spot. Và khi làm quá như vậy sẽ làm cho chúng ta trong quá trình nói chuyện tự nhiên gặp các trường hợp như là nervous, tức là hồi hộp, hoặc là bồn chồn, hoặc là đang suy nghĩ là không biết nói gì tiếp, thì nó sẽ trở lại ở mức 70-80% là vẫn còn giữ được ngữ điệu và âm cũng giống như người bạn ngữ. Chúc các bạn luyện tập thật tốt nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào âm đầu tiên, đó là nguyên âm y ngắn, hay còn được mình gọi là âm y trung tính hay là âm y lơi. Tại sao gọi nó là âm lơi? Bởi vì khẩu hình miệng của nó khi tạo âm sẽ lơi ra, tức là thư giãn. Khẩu hình miệng của chúng ta sẽ cực kỳ thư giãn khi tạo âm này. Và các bước tạo âm này như sau. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ tạo khẩu hình miệng giống như chữ E trong tiếng Việt. Mọi người đọc thử chữ E trong tiếng Việt thì mình nhé. E, E, E. Rõ ràng khi tạo chữ E tiếng Việt thì khẩu hình miệng của chúng ta ở phía cầm sẽ cầm phía dưới sẽ hạ nhẹ xuống một chút xíu, khoảng 3 cm, và miệng thả lỏng. E, E, E. Và sau khi tạo được khẩu hình giống như âm E, chúng ta sẽ không phát ra âm E. Bước thứ hai đó là chúng ta sẽ phát ra âm Y có độ dài ngắn và đẩy lực thật mạnh. E, 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 E. Vậy các bạn chỉ cần hình dung dùng mình thật ngắn gọn, đó là khẩu hình miệng của chữ E tiếng Việt nhưng miệng thì lại đẩy ra chữ Y thì sẽ tạo được âm Y trung tính, hoặc là âm Y ngắn, âm Y lơi này. E, E, E. Và đối với âm này chúng ta sẽ tạo âm cực kỳ nhanh nhé. E, mạnh và dứt khoát. E, E, E. Mọi người có thể thấy phiên âm của âm này ở trong từ điển nó giống như số 1 La Mã. Chỉ cần nhìn trong từ điển mọi người thấy phiên âm này thì hãy phát âm nó là E, E. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào luyện tập các từ vựng nhé. Mọi người hãy nhìn trong giáo trình tương đương với các từ vựng mình sẽ hướng dẫn vào đây. Và bây giờ mọi người lấy giùm mình một cây bút để đánh dấu số thứ tự phiên âm giống như mình đã hướng dẫn ở lớp ở dưới phần đích của tất cả các ký tự phiên âm của các từ. Ví dụ từ số 1, it, it. Cách chúng ta đánh vần như sau, chúng ta sẽ đánh vần nguyên âm trước. E, E, E. Và đến phụ âm đuôi. It.
It. It. Từ số 2 bao gồm 3 phiên âm. Chúng ta sẽ đánh phần nguyên âm trước. It. 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 Kết hợp với phụ âm đứng đầu. R. 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 Đối với phụ âm R, nó sẽ khác với âm R của tiếng Việt. Nếu mọi người phát âm như chữ R tiếng Việt thì sẽ rất giống kiểu của người Ấn Độ nói tiếng Anh Rich, Rock. Bởi vì âm R của mình không cần phải chu miệng ra phía trước. Nhưng đối với âm R của American accent hay của tiếng Anh nói chung thì âm R cần phải chu miệng ra trước và bật mạnh ra phía sau. Và lưỡi thì ở vị trí giống như chúng ta tạo âm R của tiếng Việt. R, R. Vậy khi kết hợp giữa 1 với 2 cùng với nguyên âm chúng ta sẽ có là Red. 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 Và kết hợp với phụ âm cuối là phụ âm ch. Rich. 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 Từ thứ 3 bao gồm có 5 nguyên âm và đây là hai âm mi trung tính luôn. Bây giờ chúng ta sẽ phát âm âm ở vị trí số 2 trước là mi trung tính. E. E. Âm b. 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 Tiếp tục nguyên âm thứ tư. E. E. Số 3 kết hợp với số 4. G. G. 3, 4 và 5. Gear. 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 Và đối với những từ gồm hai tiết trở lên chúng ta cần phải để ý đến trọng âm của từ. Đối với từ này trọng âm từ được nhấn ở âm số 2 nên ngữ điệu sẽ là lá. Begin. 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 Từ tiếp theo, từ tiếng Anh. Từ này rất quen thuộc nhưng hầu như các bạn đều phát âm sai. Nên là mọi người để ý phiên âm của nó giùm mình bao gồm có 6 phiên âm. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đánh vần. Ở vị trí số 1 trước. E. E. Âm ở vị trí số 2 là âm ng. Nó giống như âm ng tiếng Việt nhưng mà chúng ta không phát âm ra chữ ờ. Lúc đó ngón lưỡi của chúng ta sẽ nâng lên chạm ở vòng họng phía trong. E. 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 Tiếp tục số 3. G. G. Eng. 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 Số 5. E. E. Số 4 kết hợp số 5. Lê. Lê. 4, 5, 6. Lê. Lê. Vậy các từ này kết hợp từ 1 đến 6 chúng ta sẽ có các phát âm là English. English. Từ này được nhấn ở trọng âm từ ở vị trí số 1 nên ngữ điệu sẽ là lá lạ. English. 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 Mọi người nhớ âm sh cuối phải phát âm thật mạnh nhé. Rồi, từ tiếp theo bao gồm có 8 phiên âm, hơi dài một chút xíu nhưng không sao, chúng ta sẽ lần lượt phát âm ở vị trí số 2 trước. E. 1 2 me. 1 2 3 miss. Miss. Ở âm A. 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 Đây là nguyên âm đôi, chúng ta cũng tách nó ra làm hai chứ không được phát âm nó trở quyệt lại thành một âm là A. 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 4 5 6 take. Take. 4 5 6 7 take. Take. 4 5 6 7 8 takes. Takes. Vậy các từ này kết hợp với nhau nhấn ở trọng âm ở âm tiết số 2 ngữ điệu sẽ là lá. Mistakes. 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 Từ tiếp theo bao gồm có 7 phiên âm. Từ này có nghĩa là thảo luận hoặc bàn luận. Mọi người có thể thấy từ này rất quen không? Và bây giờ chúng ta sẽ đánh vần như thế nào? Số 2 nguyên âm chúng ta sẽ đọc trước. E. E. 1, 2. D. D. 1, 2, 3. This. This. Số 5. Ở. Ở. Ký hiệu phiên âm giống như cái mũ ô thì được đọc là ở. Số 4, số 5. Cut. Cut. 4, 5, 6. Cuss. Cuss. 4, 5, 6, 7. Cursed. Cursed. Và từ này được nhấn ở âm tiết số 2 nên ngữ điệu sẽ là lá. Discussed. 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 Từ tiếp theo bao gồm có 8 phiên âm có nghĩa là khác biệt.
Từ này cũng rất quen thuộc. Số 2 chúng ta đọc trước. E. E. Một hàng. D. D. Số 4. Ờ. Ba bốn. Phở. Phở. Số 6. Ờ. Năm sáu. R. R. Mọi người nhớ là mel R chúng ta bật mạnh ra trước và đẩy ra sau kết hợp với nguyên âm. R. R. 4, 5, 6, 7. Run. Run. 4, 5, 6, 7, 8. Runt. Runt. Mọi người nhớ là âm số 7 âm N mình vẫn phát âm rất là rõ là Runt. Runt. Từ 1 đến 8. Different. Different. Vậy âm này được gồm 3 nguyên 3 âm tiết. Lá, la, la. Ngữ điệu được nhớ ở âm tiết đầu tiên nên nó sẽ được hình thành một cái dấu ngữ điệu, đó là lá, la, la. Different. Different. Từ tiếp theo có nghĩa là từ quan điểm hay ý kiến, bao gồm có 8 phiên âm. Mọi người nhìn để phát âm nhé. Số 1. Ờ. Ờ. Số 3. E. E. 2, 3. P. P. Số 5. E. E. Số 4, 5. Nê. Nê. Số 6. Ờ. Ờ. Số 6, 7. Ơn. Ơn. 6, 7, 8. Uns. Uns. Vậy kết hợp lại từ 1 tới 8 chúng ta sẽ ráp lại tạo thành một từ. Opinions. 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 Nhấn âm tiết số 2 nên ngữ điệu sẽ là la 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 la, bao gồm 4 âm tiết la 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 la. Opinion. Opinions. Opinions. Mọi người nhớ âm tiết nào được nhấn thì âm tiết đó sẽ được đánh dấu sắc cho nó để phát âm, để tạo ra sự khác biệt về biên độ giữa các từ thì chúng ta mới nói tiếng Anh có ngữ điệu và không bị ngang. Mọi người nhớ nhé. Opinions. Opinions. Từ tiếp theo gồm có 6 phiên âm, có nghĩa là phụ thuộc. Số 2 chúng ta sẽ phát âm trước. Mọi người nhớ đó là luôn luôn mình phát âm nguyên âm trước, sau đó mình mới ráp phụ âm vào. E. E. 1, 2. D. D. Số 4. E. E. 3, 4. P. P. 3, 4, 5. Pen. Pen. 3, 4, 5, 6. Pend. Pend. Từ này gồm 2 âm tiết và âm tiết số 2 được nhấn thì ngữ điệu sẽ là la la. Depend. Depend. Từ tiếp theo bao gồm có 4 phiên âm và có phụ âm đầu tiên là phụ âm hơi khó một chút xíu nên chúng ta sẽ tập cách phát âm trong video này luôn nhé. Số 2 chúng ta phát âm trước. E. E. Số 1 là trường hợp âm TH sound, âm TH. Thông thường trong tiếng Việt chúng ta sẽ phát âm nó là thờ, nhưng đối với trường hợp âm này thì là âm vô thanh. Nếu mọi người nhìn phiên âm của nó như là một hình viên thuốc như thế này thì nó là âm vô thanh, và khi là âm vô thanh thì chúng ta sẽ đưa lưỡi ra giữa hàm răng cắn nhẹ. Mình có thể dùng ngón tay để đặt ở vị trí này để ước tính được là lưỡi chúng ta sẽ lên tới đâu, và sau đó đột ngột đẩy hơi thật mạnh để tạo ra năng sát khí và bật âm ra. Một hàng phê. Phê. Khi chuyển qua nguyên âm chúng ta cần phải rút lưỡi vào liền. Phê. Phê. Một hai ba. Phiền. 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 Một hai ba bốn. Things. 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 Từ tiếp theo có nghĩa là quyết định, bao gồm có 8 phiên âm. Chúng ta sẽ lần lượt đánh vần. Số 2. E. E. Một hai. D. D. Số 4, 5 là âm nguyên âm đôi. I. I. Âm A và mi chúng ta tách ra, không được quyện nó lại thành là chữ I nhé, của tiếng Việt nhé. I. I. 3, 4, 5. Side. Side. 3, 4, 5, 6. Side. Side. Số 6 và số 7 kết hợp với nhau. D. D. 6, 7, 8. Did. Did. Từ số 1 đến số 8 kết hợp với nhau. Decided. Decided. Và từ ngày 3 tiếng âm tiết số 2 sẽ được nhấn la 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 la. Decided. Decided. Ok, từ tiếp theo có nghĩa là 5. Từ này cũng rất quen thuộc ha. Số 2 chúng ta phát âm trước. E. E. 1, 2.
Yeah. Khi nhìn chữ G thì mọi người sẽ phân chữ G cho mình nhé. Yeah. Số 3, chúng ta cong lưỡi vào trong tạo vị trí âm R. Year. Và 1, 2, 3, 4. Years. Từ tiếp theo bao gồm có 9 phiên âm. Từ này cũng quen thuộc, có nghĩa là quan trọng. Ở vị trí số 1 chúng ta sẽ phân trước E. 1, 2. Ear. Số 4 âm O đẩy khẩu hình miệng ra trước phần mặt. O. Bạn nào không quen tạo âm này thì mọi người để ý giúp mình, đó là khẩu hình miệng sẽ chu ra trước như thế này, xong rồi hạ xuống còn 3 phần thì nó sẽ tạo được âm O chính xác. Khẩu hình miệng là O. 3, 4. Ho. 3, 4, 5. Hoar. Âm R không cong, lưỡi lại vào trong. Hoar. Số 7. Ơ. 6, 7. T. 6, 7, 8. Turn. 6, 7, 8, 9. Turned. Từ này bao gồm có vô 3 tiết và âm tiết số 2 là âm tiết được nhấn, nên ngữ điệu sẽ là la la la. Important. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc xong các từ vựng và đánh vần các từ cũng như âm yên ngắn. Bây giờ mình sẽ đọc lại một lần nữa từ đầu tiên cho các bạn có thể follow và đọc lại cho trơn luôn các từ nhé. If. Từ số 2. Rich. Từ thứ 3. Begin. Nhớ ở tiết số 2. Begin. Từ thứ 4. English. Thứ 5. Mistakes. Số 6. Disgust. Số 7. Different. Số 8. Opinions. Số 9. Depend. Số 10. Âm TH, mọi người nhớ đẩy lưỡi ra giữa hai hàm răng, thổi nhẹ và tạo khí. Thanks. 11. Decided. Và từ tiếp theo, Years. Từ cuối cùng, Important. Vậy là chúng ta đã kết thúc âm y ngắn.